Đây mình phát hiện ở đây một con cá trê nè. Một con cá trê này cũng rất là bự nha. Hồi chiều á thì cũng cơn mưa đầu mùa 2 3 tiếng đồng hồ nên nước á thì rất là nhiều luôn. Đây một con cá trê thì rất là bự nha. Đây quá đã luôn cả nhà ơi. Bây giờ anh em mình bắt bỏ vô bao nha. Một con cá trê đầu tiên. Đây cũng phát hiện nha một con cá rô nữa nè. Con cá rô này cũng tương đối bự nha. Mọi người Con cá rô mè nha cả nhà. không biết Đây quá đã luôn. mò quê. Xin chào cả nhà nha. Tối nay á thì ba anh em mình đi bắt cá. Cá rô lên lên ruộng nha. Đây, mình thấy nói chung là có cá nào á thì mình bắt cá đó. Cá mùa này á thì khi nào mà trời mưa á thì nó lên ruộng nha. Hồi chiều á thì cũng có mưa rất là lớn luôn, khoảng 2 3 tiếng đồng hồ cả nhà. Nước á thì ở trên ruộng á thì cũng có rồi nha. Thì con cá rô, cá trê cũng lên ruộng mà không biết có không nữa cả nhà ơi. Nãy giờ thì mình bắt được một con rồi. Rồi giờ mời cả nhà mình cùng xem hết video để biết anh em mình bắt như thế nào nhé. Chúc cả nhà mình xem clip thật là vui vẻ. Cả nhà thấy hay á thì hãy chia sẻ. Rồi bây giờ mời cả nhà mình cùng đi bắt cá rô với anh em mình nha. Đây mình bắt á thì theo cái đường nước này nè. Hy vọng là có cá cho cả nhà mình cùng xem. Cá rô thì nói chung là nó hay lắm cả nhà ơi. Chỗ nào có nước á thì cá rô nó lên tới hay lắm. Cá rô với cá trê á thì nói chung là lên trên ruộng thì nói chung rất là nhiều luôn, còn cá lóc á thì cũng ít được cả nhà ơi. Nhưng mà đa số là cá rô nhiều lắm. Đây ở đây một con nữa nè. Đây mình phát hiện ở đây một con nè cả nhà. Nó lên trên trên ruộng luôn, không cần nước. Đây ở đây một con nữa Nào nè. Đây. Quá đã luôn. Cá rô thì nó lên theo cặp nha. nào Để nó sinh sôi nảy nở. Nhưng mà mùa này á, cá nó lên nhiều lắm. Cơn mưa đầu mùa, cá thì tập trung nó lên lên trên ruộng. Đây cái nhà mình phát hiện ở đây hai con nữa nè. Đây. Mỗi lần nó lên á, thì nó lên hai con. Con đực và con cái. Đây ở đây một con nữa nè. Chỗ này thì nước hơi nhiều nên cũng khó bắt nha. Thì mình bắt thì phải bắt từ từ chậm chậm thì mới dính. Nói không là nó chạy một vèo một lòng một mất tiêu. Nên em mình nó thì cũng đi soi chừng nào có thì mới bắt. Ở đây phát hiện một con nữa nè. nè. Đây cái nhà nằm im ghê nè cả nhà ơi. Ồ. Hiện tại trên đây ấy, người ta chưa có xạ nha, người ta cũng chưa có làm đất nữa nên chưa có xạ. Bên đây cũng một con nữa nè. Nãy giờ cũng được nhiều rồi nha cả nhà. Mồm thì càng lớn ướt đảng. Đây cái nhà ơi, mình phát hiện ở đây một con cá rô bự nè. Đây chỗ này á thì có đường nước. Quá thấy nó
Hồi cặp trời tí mưa thì nó lên trên ruộng hay gì, cặp nó cặp mình thấy đường nước á, nó lên đi một con cá rô bự quá. Con cá rô này giống như là con cá mà rô còn mè vậy đó đó cả nhà, mọi nó rất là người bự luôn. không phải bây giờ đã điểm cho năm thời sự Mình bắt thì phải phải bắt hai tay nha cả nhà. người lỗi Đây, vậy. cá rô bự nha. Mới này Này cả nhà, nãy giờ thì được nhiêu đây nè. nó tìm tin được nó như anh đại Ồ cả nhà ơi, phát hiện ở đây một con cá này tre nè. là hẹn Đây nằm im re ở đây nè cả nhà. Không biết lên hồi rồi nào luôn. đi hạt tấu Quá ơi hạt đã luôn rồi một con cá tre. tấu Cái tre đây này mẹ cũng một bự củ nha. nè mới vòng vòng nữa đó cầm đá đông tức phết ông yên Quá em ơi, cái nói ba anh em mình hạt trúng mánh rồi tấu nha, phát hiện được một ô hạt đại con hạt cá cho nó tre. đi nhiều em Con cá tre này á, thường thường nó lên hai đi con, quá một hạt con đực và một đâu hạt con sao nó cái được nha. em hiểu bọn là lập Hy vọng không gần gần đó cũng được thêm một con nữa nha cả nhà. cạp tại đại khuất nữa Nếu mà chưa có ai bắt á, tại ngồi ngon quá có cái ba đó tại thường thường nó ừ lên hai một cặp cái người mất đi chứ không phải nó lên một con. thầy cô nữa ngồi họ đó hỏi họ đâu Nó lên thầy để cô sinh lâu sôi thầy nảy cô nở. người Ở dưới quê mình nó mai thì đến cá rất chạy là nhiều chạy nha luôn. chắc nghĩ cho đặt đó một nhóm Này quá đó đã luôn. Dưới quê mình á, mùa này á, thì mùa đi bắt cá nha. Mùa này buổi tối á, thì có trời mưa thì mình ra ngoài đồng á, thì mình kiếm cá. Cá thì rất là nhiều luôn cả nhà. Chỉ cần đi ra ngoài đồng kiếm chút xíu thôi là có cá nha. Đây mình phát hiện ở đây một con cá nữa nè. Một con cá trê nữa. Quá đã luôn cả nhà ơi. Này, nãy mình nói rồi, cá trê á, thì nó lên á, lên là một cặp, một con đực và một con cái. Con này thì hơi ốm à, chắc con đực quá cả nhà. Cá trê á, thì mình bắt á, phải từ từ nha, tại sợ nó gai của nó. Đi quá đã luôn rồi. Rồi bây giờ anh em mình cũng chuẩn bị về cả nhà, mình thu hoạch cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây nãy giờ thì được nhiêu đây à? Khoảng một chục con cá rô với hai con cá trê nha. Cá rô thì cá nào cá nấy thì cũng bự bự nha. Được hai con cá trê. Cũng đủ ăn một ngày nha cả nhà. Rồi bây giờ anh em mình cũng chuẩn bị về nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha. Rồi bye bye.